Mặc dù tại các cửa hàng hầu như đều đã gắn camera an ninh, nhưng thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp vẫn xảy ra, gây bất an và lo lắng cho nhiều người, đặc biệt là tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Điển hình là vụ việc sau đây. Một nhóm thanh thiếu niên, tuổi đời khá trẻ, nhưng đã táo tợn đột nhập một cửa hàng vào ban đêm, rồi thản nhiên mở đèn lục lọi, khiến cho chủ cửa hàng và người xem không khỏi bất ngờ. Theo đó, diễn biến được camera an ninh shop ở Long Xuyên, An Giang ghi lại cho thấy, nhóm thanh thiếu niên khoảng 3 người sau khi đột nhập vào trong cửa hàng đã lấy một số đồ đạc. Trong lúc lục tìm tài sản, nhóm này thản nhiên bật cả đèn lên. Sau khi thành công, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Chủ cửa hàng cho biết, trị giá tài sản mất khoảng vài triệu đồng.